Và đấy chị ạ, đấy là các sản phẩm và dịch vụ bên em thì anh chị có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Anh ở xa Hà Nội quá thì có làm được không em? Sure you want to do this? Five. A lot has changed. Four. You're right. Three. Two. One. Go. Đây là một công trình ở nhà hàng. Không khí bây giờ đang rất là tất bật, mỗi người một tay một chân. Cũng hay đấy, nhưng mà có màu hồng không?